Xin chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh báo Hùng Audio. Hôm nay thì em giới thiệu với quý vị bạn một cặp loa siêu phẩm đến từ thương hiệu Tannoy và là người anh cả trong cái dòng uh, loa Tannoy series D. Trong đó thì có D100, D300, D500, D700 và D900. Thì chắc hẳn uh, chúng ta nếu như uh, quý vị bạn uh, thường xuyên theo dõi uh, các cái shop bán ở trên mạng ấy uh, hoặc là Uh, tại báo Hong audio thì cái D100 300 500 700 thì rất là nhiều đó nhưng D900 thì rất 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 rất, rất ít và rất 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 hiếm đó, tại vì sao bởi vì đây là một cái mẫu loa anh cả trong cái series đó rồi muốn nâng cấp lên nữa thì cũng không có một cái sản phẩm nào vượt trội hơn để nâng cấp trong series đó đó và là một cái cặp loa rất hay cho nên là mọi người chơi thì thường là không nâng cấp hay bán ra, cho nên là cái hàng trên thị trường cũng sẽ rất ít. Ở Việt Nam chúng ta như thế nào thì tại bên Nhật hay tại bên Anh nó cũng đều như vậy. Bởi vì là một cặp loa đỉnh của một cái dòng đó rồi thì muốn nâng cấp lên cũng khó có sự lựa chọn nào hơn. Đó và hôm nay là cặp loa ta nói D900. À, viết tắt của cụm từ là definition. Ở đây là được tạm dịch ra với hiểu nôm na với ý nghĩa là một cái sự định nghĩa, tức là từ trước tới nay ấy, thì ta nói luôn trung thành với một cái dòng loa là một loa đồng trục, thưa quý vị bạn, đúng không ạ? Đó. Nhưng họ ra đời cái dòng loa D, hay còn gọi là Definition, uh, thì gần như là một cái sự định nghĩa lại để cho người chơi định nghĩa lại với ta nói, tức là họ không chỉ đơn thuần là một cái dòng loa đồng trục. Ờ, phục vụ được ít dòng nhạc Mà họ muốn người chơi định nghĩa lại là Danoy Cũng có thể sản xuất được những cái loại loa Nhiều đường tiếng với chất lượng hay Đó để họ định nghĩa lại với cái nhìn Với cái thương hiệu Danoy Đặc biệt là dòng D Thì họ đã bổ sung thêm một cái giải Loa bass siêu trầm ở bên dưới Đó điển hình như là cặp loa này Chúng ta có thể nhìn thấy một cái loa bass ở bên dưới đúng không ạ Đó một loa bass 30cm Một loa đồng trục 30cm Ở bên trên Đó hai loa bát 30 đánh cực kỳ là dữ dằn và rất là gấu luôn thưa quý vị bạn và cặp loa này thì có cân nặng lên tới là gần 60 kg trên một thùng tức là một đôi loa nó nặng lên tới gần một tạ hai rất là nặng à, có độ nhạy là 94 db và trở uh, kháng là 6 ôm công suất thì chỉ cần âm ly là từ 30W thôi là đã phối ghép rất tốt với cặp loa này rồi Rất là bất ngờ đúng không ạ Với một cặp loa rất là to như thế này mà chỉ cần một chiếc âm ly có công suất 30W Maximum chịu đựng là 300W Đó Và giải tần của nó thì cũng cực kỳ là hấp dẫn Từ 28 hz cho giải trầm Sử dụng 2 bát 30 để trầm rất là sâu Và giải cao lên tới là 30 kHz Đó Rất là tuyệt vời đúng không ạ Một mẫu loa anh cả trong dòng loa D series của Tanoi đó, và hôm nay thì báo Hồng Audio về với tình trạng rất đẹp nguyên zin nguyên bản 100% để phục vụ quý vị bạn yêu ta nói đặc biệt là anh em nào yêu ta nói nhưng lại vẫn có muốn muốn có một cái giải trầm sâu hơn dày hơn thì D900 là một cái cặp loa đáp ứng tốt cho chúng ta tất cả những tiêu chí ấy ngọt ngào có này trung âm hay có này giải cao hay có này và trầm này thì D900 thật sự là rất hoàn hảo và hôm nay báo Hồng Audio tuyển chọn hàng đẹp về giao lưu với quý vị bạn Uh, cặp loa này thì với mức giá là 129 triệu 990 000 đồng đó uh, một cặp loa anh cả trong dòng loa D của ta nói quý vị bạn nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với báo Hồng Audio theo số điện thoại 0978 263 263 ừ. rất mong được quý vị bạn giao lưu và ủng hộ với báo Hồng Audio bây giờ thì uh, xin mời mọi người chúng ta cùng nhau uh, soi xét cùng nhau chiêm ngưỡng đó Cặp loa này thì vẫn với cái thiết kế đặc trưng của dòng D, đó chính là họ đã làm vuốt lại phía sau, vuốt lại phía sau. Đó, tức là ở phía mặt trước thì làm gần như là một cái hình tam giác, đó, mặt trước đây rồi vuốt lại về hai phía đằng sau như là chiếc bên này chúng ta cùng xem. Đó, cái việc thiết kế này thì uh, như hãng nói thì họ để làm tránh cái sóng đứng đó khi mà loa vận hành. Đó. Nói chung là mỗi hãng đều có một cái triết lý riêng của hãng mình đó, thì Vừa với nói thì họ đưa ra cái triết lý là như vậy đó và cặp loa này thì nó rất là đẹp luôn hai loa bát 30 cm anh em nào yêu noi mà lại muốn giải trầm hay thì đây sẽ là chân chân lý à, sẽ là là chân ái đó, sẽ là chân ái đó. và em sẽ quay chi tiết để cho chúng ta cùng xem rất là đẹp và đặc biệt là màu gôn này rất hiếm thưa quý vị bạn ta nói D900 mà gôn thì thực sự là rất 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 hiếm ừm rất, rất 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 hiếm rất 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 đáng chơi đó anh em nào mà có phòng rộng mà chưa biết tìm một cái mẫu loa nào để đáp ứng cho những cái căn phòng rộng của chúng ta thì đây sẽ là chân ái đây sẽ là chân ái và đặc biệt là với những anh em fan của Tanoi thì không thể bỏ qua được cái cặp loa này một cặp loa rất là tuyệt vời của thương hiệu Tanoi đó và rất hiếm nhé một năm thì chắc là may mắn thì có đến trên hai cặp còn không thì uh, trung bình thì một năm vớ được một cặp là may lắm rồi về cặp này thì hầu như là tại thị trường Nhật Bản hay là tại châu Âu thì cũng rất hiếm thấy có người bán ra Đó, bên em là bán ta nói rất là nhiều nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng mua được những cặp ta nói đến 900 Đó. rất là đẹp luôn Nói chung là hai uh, cặp loa này hai chiếc loa này thì rất là hoàn hảo cũng à, quý vị bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với báo hồng audio bên em rất mong muốn được giao lưu và à, được mọi người ủng hộ Đó, bên em sẽ bao ship trên toàn quốc cho anh em chơi à, xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều